Ok, hello chào các bạn, mình là Linh đây. Và hôm nay thì như các bạn như lời hứa của mình thì sẽ sang tức là mình sẽ chuyển sang cái nhân vật này thì nó sẽ cho một cái map hoàn toàn mới các bạn ạ. Và mình sẽ chơi luôn. Thằng này tên là gì? Rider. Về cái này là như kiểu nó sang một phần khác của cái khác ngoài cái 18th of đảo ấy. July 2006. Interviewing Ryder White, a colonel in the Australian Defence Force. I need to ask you some questions, Colonel. Yes, sir. Are you prepared to follow any and all orders from your commanding officer? Of course, sir. Are you prepared to kill the enemy without hesitation? Yes, sir. If necessary for the greater good, are you prepared to kill civilians? Yes, sir. Are you prepared to kill this enlisted man? Yes, sir. This fellow officer? Yes, sir. This young girl? Yes, sir. Will you kill this woman? Giết bà này à? Yes, sir. Tức là nhiệm vụ hôm nay mày giống như một cái tướng quân này. You think he won't push the button because of her? He hesitated. Which is why he was reassigned to Benoit. So who is she? His wife. Can we get her to the island? She's already there. She's been there 6 months now, and I believe she's the best chance we have to slow him down. We're approaching the slums, Colonel. Lewington, are you all right, mate? Seattle. Let's just do this. There's still people down there, Colonel. Irrelevant. Execute. All right, boys. On Colonel White's order. Show us the fireworks. What are you doing, Patillo? Hey, Patillo. Thế tức là cái khu vườn đấy là cái thằng mà phi công ấy là nó ho ho tức là nó bị như kiểu bị zom cắn rồi, thế là nó bị xong rồi nó sau đột biến thành con zom, thế nó cắn hết cả cái thằng phi cơ đó. Là bây giờ nó bắt đầu tức là đây là phần mở đầu, như kiểu cái phần mở đầu mà mình cho các bạn xem ấy. Đây tức là bây giờ như kiểu nhiệm vụ của mình là đi đánh bom này, đánh bom ở cái chỗ thành phố này để gì cơ, giật tận gốc cái bọn zombie này luôn ý. Nhưng mà rất đen là đây cái máy bay của mình đây, chắc là chúng nó chết hết rồi, còn mình cũng mình sống rồi. Nhưng mà nếu mà làm theo nhiệm vụ thì nó sẽ rất là lâu vì nó rất là nhiều ấy, mình cũng chán có thằng. Thế là mình sẽ đi từ như kiểu mình sẽ đi khám phá thôi, chủ yếu mình đi khám phá thôi chứ không làm dài vì các bạn cũng chả thích, mà mình cũng chẳng có thời gian nào mà làm nhiều như vậy. Rơi vào đâu này? Quả đen. Nhặt tiền. Nhưng bây giờ chắc là lại từ đầu hết các bạn. Được cái vũ khí này. Được hẳn cái móc, cái xà beng ở bên truy kích các bạn. Đủ. Bên này cũng cầm chặt xà beng luôn. Hình như mình thêm một cái nữa này. À đây rồi. Ui, nó mở hết cho các bạn, tức là nó mở hết tất cả cái ô này này, các bạn nhìn cái ô này không? Nó mở hết luôn này. Ui, thế này kiểu, đây là thằng như kiểu nó mắc hết tất cả đó các bạn. Bây giờ chỉ đi nhặt vũ khí lại thôi. Bởi vì đây là kiểu phần khó nhất ý, chắc là phần khó trong game này. Suki.
Đạch! Fuck! Cờ hó đi! À, là mình giật mình các bạn ạ! Nó còn bây giờ thể loại núp đấy! Sợ đi! Ui! Ui! Giật điện chết này! Ừ, cho nó chết được giật điện đấy! Mình điện nó sắp chết luôn các bạn! Chết luôn. Để giết tầm gốc các bạn. Ui. Ui. Ui, cái này nó nổ quá ạ. May mà mình không đến gần nhé. Mình thấy nó nhìn hai con nguy hiểm quá đây. Đủ sáng suốt khi mà ném cái này. Tức là bây giờ nó có cập nhật thêm cả con nổ các bạn. Hey. Headshot. Double kill. Nào vào đây. Hey. Ui, bây giờ nó khỏe đây. Chạy. Không chết. Thông vào đi. Ôi trời, bây giờ mà chơi đây phải chết bẩn các bạn. Phải chơi tiểu lý phi đao. Đủ bây giờ giòm nó khỏe quá. Không, mình nhìn vào nhà đấy cái gì ấy. Chích phát. Ôi máu. Giờ nó sẽ giòm nó sẽ nguy hiểm hơn nên bây giờ mình sẽ cẩn thận. Không có gì nhà đấy nhá. Làm cô cá phải nhỉ. Ôi mình phí. Cái gì đấy? Một cái đai lưng à? Cái điện này có thể chết người này. Headshot. À! Trời ơi! Tiểu lý phi đao của tôi. Ui vãi. Vãi! Nó ngay người mà nó đáp còn xịt các bạn. Không thể tin được cái khả năng phi dao của mình. Ô mình vừa đáp một cái mà đâu mất rồi. Cái này bây giờ kiểu vòi nước à, mình sẽ ra đây nhặt lại cái máu các bạn. Đây tránh mấy cái này ra không, nó giật chết. Cứng người đấy. Máy quá vẫn đủ. Về đi. Xuống lại. Đây đây một cái chợ, giống một cái chợ. Có bay được không? Đây, mình cứ tưởng nó bay lên kia chứ. Nó giả chết các bạn. Phần đấy là nó giả chết đấy. Nào vào đấy. May mà nó tỉnh. Các bạn luôn luôn phải tỉnh ở chỗ này. Cái gì đấy. Anh lại đội hàng quả dưa lên đầu à? Nó đội quả mũ bảo hiểm xuống quả dưa vậy. Ui, có gậy. Đủ, mình đã được gậy rồi. À, hình như nhặt được bánh hay kẹo cái gì đấy. Đủ, nhìn là tối tăm ấy. Cái map đầu thì rất đẹp nhé. Có cái map này thì nó trông nó sợ một tí. Cái gì đấy. Nhìn nó phi rất là hổ báo ạ, là cái tộc phát trên vực. Cái này là cái gì ấy? Ủa phi vãi đất đôi người luôn này. Mình bá vãi. À đây, có cái này. Ra đây. À cái này hình như là đóng băng các bạn. Thank you.
Ôi, thánh, để các bạn thấy mình thánh phi dao còn gì nữa. Bét rồi. Đủ, xe cảnh sát đâu, vẫn chưa hết điện à? Có khi mình vẫn cứ cầm theo cái này các bạn. Chắc ăn. Ừ đây, nhìn cái thành, các bạn nhìn cái thành phố chưa? Hình như đây là vẫn ở trên đảo thôi, nhưng mà nó kiểu ra trung tâm thành phố thôi các bạn. Tức là lúc lúc ở ngoài thì mình ở chỉ ở viền cái đảo ấy. Còn bây giờ mình ra trung tâm của nó. Có đứa nào nó gọi mình kìa. Ôi đọc mấy cái đấy mệt lắm, mình giữ tiếng Anh chậm lắm. Rồi cho đi khám phá là chính. Thằng trên lá liền luôn này. Các bạn luôn cẩn thận nhé, nhiều bây giờ nó sẽ giả chết nhiều đấy nhá. Thế là phải cẩn thận. À đây đây đây. Chết chưa? À chết rồi. Chắc ăn quá nó chết mất rồi đâu. Ô có bình ga này. Ô đây nhiều bình ga đấy. Cái gì ấy? Mình có cảm giác không lành ở đây rồi. Trời ơi! Có máu! Đấy là có con nổ ở đây. What the fuck? Mình không để ý là có con nổ ở đấy các bạn ơi. Ngu luôn. Ôi, thật là nó vứt cho mấy cái thùng ga ở đấy các bạn. Ngu người thật chứ. Ôi chúng ta đi khám phá nhé. Thì mấy chỗ này rất là hay này. Không mở được. Ôi đi. Cái gì ấy? Con gì sủa đấy? Bây giờ mình sẽ đánh tầm xa các bạn. Vừa đấy mình bị nổ chết. Cái con nổ mà đầu clip vào ấy. Có một điều gì đó rất tệ đang xảy ra ở đây. Kẻ quá. Đói. Đây mình sẽ vứt đây nhá. Sau tí mình sẽ dụ nó ra đây. Ô, vừa lấy đông lắm mà sao vứt đâu hết đấy. Nó bật tường vào kìa. Bây giờ nó biết parkour các bạn. Đủ ghê hơn cả thằng này mất rồi. Thằng này như là một thằng tướng gì đấy. Ê, giả chết này. Đủ mình nhặt được con dao ngon vãi. Luôn luôn phải cảnh giác các bọn này, nó nguy hiểm lắm. Mình sắp đến nơi này. Ô các bạn ơi, súng này. Nhưng mà có giòm đâu. Như cứ được khẩu súng thì không có giòm. Chứ là mình không để ý bên dưới à. Mà cứ đi đi. Đấy, con nổ này. Ơ đèn. Đấy, các bạn thấy gì chưa?
Nổ phát chết luôn nhá. Thôi nhặt lại. Nhặt lại vũ khí không tí, đây có cái gì mà chém. Phi rất hổ báo và cho một phát chết luôn. Đường nào đây. Ôi đường nào ấy, cái này nó biết lừa tình à? Ô mình lại phải quay lại à? Đường nào ấy nhỉ? À đây. Ây, chỗ này về rất là nguy hiểm. Nhìn cái chỗ góc mà nó hẹp này, cái gì cũng có biến. Ây, đây. Vãi, sao bây giờ con này nó chạy nhanh thế nhỉ? Đùa nó. Nó cứ như siêu nhân ấy. Cái đi cùng một cái địa bộ đàm ấy. Đây. Bây giờ nó phi ghê thế. Ủa máy quá, có máu ở đây các bạn. Giờ bọn nó phi ghê vãi. Đủ rồi, bây giờ nó vào trong nhà. Ui, con nổ. Đẹp. Ui, con nổ kìa. Sợ vãi. Ủa máy bắt đây có nhiều máu. Bây giờ mình phải để dành máu các bạn. Một tí nữa là hết máu chết. Lại đến chỗ quay tay à? À đây. Một phát chết luôn. Có đây sắp đến nơi rồi các bạn ơi. Rồi bọn nó kiểu nó phi, toàn phi vào ấy. Ôi đây. Ôi đây, này giả chết đấy. Ôi cái này mình mới hết độ bền rồi. Đây cái này hết độ bền rồi bạn. Bỏ ra. Ôi cái này level 15 luôn này. Cái sao ấy. Thật là khỏe vãi. À mình có súng này. Có phải súng không? Hình như vẫn còn thế nào ấy. Đây, leo được cầu thang này. Ui mình tê chân quá. Có khi mình chơi xong cái đoạn này mình nghỉ á. Mình ngồi lâu mình không chịu được. À đây. Vào đây. Súng này, có súng này. Nhưng mà có đúng một viên đạn các bạn. What the fuck. Như cất bắn được phán, bắn được phát hết bốn đạn. Ok. Xuống chơi nó luôn. Đâu. Rồi các bạn nhìn máu nó do nó rất là nhiều luôn. Mình phải giết 500 máu, nó phải hơn gần 1000 máu mất.
vẫn còn. Khi nó giơ tay ra tức là vẫn còn các bạn. Ủa mày có cầu thang. Sao đến ơi, cố lên. Đừng có ra kiểu nó gay cấn hơn thật. Khó. Ui súng. Ui 1000 máu luôn này. Đạn không bao giờ hết luôn các bạn. Ui nó đã. Không để bắn giật thế. Ui đã lắm các bạn. Đầu dây đấy. Có mấy tí để hết này. Súng ngon thế này. Ui giờ nó cứ nhận là phê vãi các bạn. Đây. À đây là người. À mình đến nơi này. Bây giờ còn hỏi cái chuyện gì xảy ra ở đây à? Ok, có khi clip mình sẽ tạm dừng ở đây nhé. Nói chung là mình sẽ nó cái clip này nó qua thôi, nó biển nó sẽ rất là dài mà chúng ta còn gặp nhau dài. Ok, các bạn xem và cho mình cảm nhận về cái map ở cái bản đồ mới này nhá, nó khá là hay đấy. Các bạn xem mình nhớ like share của mình. Bye.